Hôm qua, sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đại diện các đoàn quốc tế vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến 18 giờ, đông đảo người dân khắp mọi miền đất nước cũng đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ban tổ chức lễ quốc tang, đã có 55.600 lượt người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày hôm qua, 25 tháng 7. Cụ thể, ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày hôm qua, 25 tháng 7, có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tất cả cùng chung niềm tiếc thương vô hạn, thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Nhiều người đã không giấu được niềm xúc động khi được đứng trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù trời khuya, hàng trăm lượt người vẫn cứ trang nghiêm xếp hàng, chỉ để một lần cuối được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ.